Tháng 1 năm 2020, chính thức khai trương công viên 36 hectare với lễ hội hoa mai lớn nhất Việt Nam cùng các tiện ích quy mô và hoành tráng. Vườn cây ánh sáng mô phỏng công viên ven sông Garden by the Bay của Singapore. Tháp đèn lồng Nhật Bản Nishiro Fuyayo cao gần 20 mét. Các con đường đèn lồng được thực hiện bởi Hanson Lanterns, đơn vị thiết kế sản xuất đèn lồng hàng đầu thế giới, đối tác của các thế vận hội Olympic Disneyland. Hồ trung tâm rộng lớn với những bãi cát trắng thiên nhiên được mang về từ biển Nha Trang. Tháng 5 năm 2020, tiếp tục khai trương các tiện ích mới của công viên ven sông 36 hectare hàng đầu Đông Nam Á. BBQ Garden, khu chèo thuyền Kayak, khu Olympic Gym gần 1.000 máy tập hiện đại, khu dã ngoại Sandy Park, công viên Healing Garden, công viên đánh bóng sinh thái với chuỗi sân tập gạch, hoàn thiện xây dựng và chuẩn bị bàn giao phân khu đầu tiên The Rainbow. Tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống văn minh, đẳng cấp và tiện nghi, Vinhomes Grand Park tiếp tục công bố những quy hoạch mới. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai trường mầm non và liên cấp Vinschool trang bị kiến thức và hành trang kỹ năng cuộc sống, khả năng tư duy lãnh đạo để các cư dân nhí Vinhomes Grand Park trở thành công dân toàn cầu. Trung tâm thương mại Vincom Megamall đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 5 tầng nổi, 5 cổng vào và hơn 130 gian hàng đa phong cách là nơi trải nghiệm mua sắm, giải trí, thông minh, hiện đại chưa từng có. Tòa văn phòng 45 tầng với kiến trúc độc đáo nối tiếp các biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống Vinbus với trạm ga hiện đại cùng tuyến di chuyển nội khu dẫn đầu xu hướng di chuyển xanh và thông minh bằng phương tiện thân thiện với môi trường. Phát triển theo mô hình thành phố thông minh, Vinhomes Grand Park đang từng bước ứng dụng đồng bộ công nghệ 4.0 hiện đại bậc nhất hiện nay. Hoàn thành bản thông tin điện tử và hệ thống quan trắc đo chỉ số môi trường trong nội khu dự án. Triển khai xây dựng Command Center, trung tâm quản lý vận hành đại đô thị. Đưa vào sử dụng và tiếp tục phát triển ứng dụng điện tử dành riêng cho cư dân. Nghiên cứu chọn bộ thiết bị và phần mềm Smart Home với các thiết bị được tư vấn thiết kế bởi Pininfarina, đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới và là đối tác chiến lược của Ferrari. Không ngừng được nâng cấp và cập nhật những xu hướng sống tiên phong, hãy đón chờ năm 2020 tràn ngập điều bất ngờ và cơ hội mới cùng đại đô thị đẳng cấp quốc tế Vinhomes.